con diều căng gió. Anh có chuyện này muốn hỏi em. Em trả lời thật lòng nha. Ừ, anh cứ hỏi đi. Em tới đây để làm gì? Em kinh doanh cũng giống như anh thôi mà. Em không phải kinh doanh thông thường. Em đang làm cái gì vậy chứ Dương? Anh nói gì em không hiểu. Em quá hiểu anh muốn hỏi gì mà. Tại sao lại làm như vậy? Anh nói thẳng ra đi. Anh muốn hỏi gì? Chúng ta hiểu nhau quá mà. Anh không tin vào những gì mình đang nhìn thấy đâu. Em đang đem cái thứ quái quỷ gì đến thị trấn Bình Yên này vậy? Em đã nói là em chỉ kinh doanh bình thường thôi mà. Em dừng lại đi chú Dương. Em đã đủ giàu rồi, không cần kiếm tiền bằng cách này đâu. Được, em sẽ dừng lại. Em sẽ buông bỏ tất cả nếu anh quay về với em. Đừng ép anh. Anh không thể. Buông anh đi. Hãy sống đàng hoàng tử tế để có một người yêu thương mình thật lòng. Tất cả đàn ông trên thế gian này đối với em là con số không. Tại sao em cố chấp quá vậy? Bây giờ đã có trúc trà rồi. Không, đừng bao giờ dắt trúc trà trước mặt em. Em với anh là một cặp, là một cặp, anh biết như vậy mà. Yêu nhau là một chuyện, phải đồng quan điểm sống mới hạnh phúc được. Anh với em là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung. Em sẽ không để mất anh. Em sẽ có anh bằng mọi giá. Tình yêu không phải là một món hàng em à. Anh về đi. Mặc kệ em. Anh về. Em sẽ có anh bằng mọi giá.